Trung tâm điện tử Anh Nguyễn, Trung tâm Audio Anh Nguyễn xin được trân trọng kính chào đến tất cả các bác anh chị các em nhá. Trung tâm điện tử Anh Nguyễn lại sẽ xuất chuyến hàng đầu tiên đầu tuần mà các bác đã nóng lòng chờ đợi Anh Nguyễn. Đây là những trong một ngày mà tất cả các cái ban bệ của Anh Nguyễn đã hết sức làm việc khẩn trương, tích cực để làm sao mà giao hàng cho tất cả các bác anh chị trên toàn quốc một cách đúng hẹn nhất. Và anh Nguyễn đã trực tiếp tất cả những hàng anh Nguyễn mà xuất đi bao nhiêu này, xuất đi đều do trực tiếp giám đốc anh Nguyễn tiết hàng và trước khi gửi đi xa. Đây là một chiếc xe chuyên chở hàng của Viettel quân đội mang biển số 29KT102.29 các bác ạ. Và mỗi ngày anh Nguyễn đã xuất một chuyến xe về âm thanh gửi đến toàn quốc, rất là vất vả đóng gói. Cái quy trình anh Nguyễn đóng gói rất là cẩn thận, thế ngoài cái vỏ hộp của nó ra nhá, ngoài vỏ hộp ra thì anh Nguyễn đều bọc giấy, tất cả bọc giấy và chèn xốp, tức là khi mà hàng hóa nhà anh Nguyễn mà giao đến tay của tất cả các bác thì rất là an toàn và rất là đẹp. Cho nhiều các bác đã tâm sự bằng khi mà nhận được hàng nhà anh Nguyễn giao ra thì ngỡ ngàng luôn, nó quá là chu đáo cẩn thận. Thì đội hình nhà anh Nguyễn là rất là chăm chỉ tích cực, từ khâu đóng gói, từ khâu kiểm tra test hàng, rồi là từ khâu trả lời các cái phỏng vấn của khách hàng. Đây chính là một cán bộ ngành Viettel cũng vất vả theo anh Nguyễn, tức là mặc dù là giờ này đáng lẽ là được nghỉ rồi về vợ con rồi ăn uống rồi, nhưng mà vẫn cứ phải là đánh xe xuống mà chuyển hàng anh Nguyễn để kịp đến tất cả các bác đam mê âm thanh yêu hát. Và đây là người vợ yêu bé nhỏ anh Nguyễn đang kiểm tra hàng, và chị gái đang đếm và kiểm hàng trước khi gửi lên xe. Rất vất vả các nhá, rất là vất vả các nhá, làm lao động tích cực từ sáng đến tối. Đấy anh em này đang chuyển lên xe để làm sao mà giao đến các bác một cách đúng hẹn nhất, vì anh Nguyễn là rất là chu đáo, nhưng mà vì khoảng cách nó quá xa nên là nhiều lúc các bác cũng thông cảm cho anh Nguyễn một chút. Có những cái hàng mà vận chuyển máy bay được, có những hàng thì anh Nguyễn phải chuyển bằng xe ô tô, bởi vì có những hàng lâm châm thì nên là nó phá sóng, nên là hãng hàng không nó không cho chuyển bằng máy bay, cho nên là các bác cũng thông cảm. Đây là chuyến hàng đầu tiên anh Nguyễn xuất đầu tuần, rất tích cực, cả các anh chị em trong một hệ thống nhà anh Nguyễn làm việc ra sức luôn, chỉnh chu rất là mệt. Đấy, để làm sao mà đáp ứng được trọn cái giấc mơ yêu âm thanh ca hát của bác trên 64 tỉnh thành tổ quốc thân yêu. Mà hệ thống làm việc nhà anh Nguyễn này cứ làm từ sáng tới tối, xe đỗ dọc nhà này. Đấy, đây đội hình anh Nguyễn làm ở mọi điểm và quy tụ vào làm việc hay. Và đội hình anh Nguyễn, một đội hình nữa là đi xử lý, đó là Thành Trung Nguyễn phó giám đốc kỹ thuật và Lan Nguyễn này xử lý ở xa. Đây anh em đội hình ở nhà rất vất vả tích cực lên đường. Thì trong quá trình mà hàng hóa có vấn đề gì sai sót thì cũng mong cả các bác anh chị các bạn trên mọi miền tổ quốc thông cảm với điện anh Nguyễn, và sẽ có cách xử quyết một cách rất là thoải mái với anh Nguyễn. Các bác vui, nghĩa là anh Nguyễn vui. Đấy là quan điểm làm việc. Và chuyến xe cuối cùng của Viettel 29KT102.29 đã bắt đầu lăn bánh, và chúc cái chuyến hàng này sẽ sớm được đến tay các bác.